shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì Kẹo sẽ hướng dẫn anh em cách làm thế nào để anh em có thể lên rank thách đấu chỉ trong vòng 1 phút thôi nha mọi người. Ok, tất cả những cái công cụ chúng ta cần dùng đó là game Free Fire này, có thêm phần mềm PickArt này. Ngoài ra thì sau khi mà anh em chỉnh sửa xong sống ảo thì các bạn có thể là vào để đăng bằng Facebook luôn nha anh em. Đầu tiên thì các bạn sẽ tắt những cái thông báo của game cái đã. Sau đấy thì các bạn vào phần trang cá nhân của anh em. Lúc này thì anh em nhấn chụp ảnh màn hình. Các bạn mở phần mềm PickArt ra này. Thì anh em có thể tải cái app này tại Play Store hoặc là App Store nha mọi người. Lựa chọn cái ảnh mà anh em đã chụp ảnh màn hình lúc nãy. Đây rồi mọi người ơi. Thì mình sẽ để sẵn một cái ảnh rank thách đấu ở ngay bên dưới video nha anh em. Các bạn chỉ cần là tải nó xuống. Và anh em đây, lúc này thì các bạn sẽ zoom to cái hình ảnh ra và dán đè cái hình ảnh thách đấu lên trên này. Về cái app PickArt này thì nó thực hiện rất là đơn giản và dễ dàng nha. Anh em có thể là làm mờ để anh em xem căn chỉnh sao cho nó hợp lý nha mọi người. Đây, mình sẽ kéo nó nhỏ lại một xíu này. Đó. Tất nhiên là chúng ta sẽ làm thế nào cho nó cân đối nha mọi người. Ok này, mình thấy chưa ưng lắm này. Ok, như vậy đã xong. Yes, vậy là mình đã có được một cái bức ảnh sống ảo. Đó, rank thách đấu luôn nha mọi người. Thì các bạn nhấn vào lưu này. Như vậy thì nó đã lưu vào trong cái bộ sưu tập của anh em rồi nhá. Lúc này thì các bạn có thể là vào thẳng Facebook và đăng ảnh lên sống ảo luôn nha mọi người. Ok này. Đó, mình sẽ để chỉ mình tôi thôi. Nói chung là đăng lên như vậy. Rồi, ok, chất lượng. Thì anh em có thể dùng những cái bức ảnh này gọi là đăng lên nhóm Gana Free Fire để tìm bạn chơi chung chẳng hạn này. Hoặc là anh em đăng lên bảng tin cũng như là tin của bạn để anh em sống ảo nhá. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.